Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 8 tại địa chỉ số 81-1 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút, người dân phát hiện tiếng nổ lớn phát ra từ cục điện. Thời điểm đó, có một nam thanh niên đang trèo trên cục điện này thì bất ngờ rơi xuống đất. Người dân đến gần kiểm tra thì thấy nam thanh niên bất tỉnh dưới gốc cục điện, nhiều vị trí trên cơ thể bị bỏng nặng. Sau đó, người này được hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được thông tin, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu ghi nhận nam thanh niên đã trèo lên cục điện để cắt dây. Tại hiện trường tìm thấy các vật dụng như kìm, dao. Tới hơn 16 giờ chiều cùng ngày, hiện trường được khám nghiệm xong, hiện nguyên nhân đang được làm rõ.